chúng ta học trực tiếp vào cái buổi online này luôn. Mới có 29 bạn à. Các bạn chờ hay là các bạn học luôn đây? Chờ 1 2 phút nữa hay là học luôn? Chờ xíu luôn đi cô. 2 3 phút nữa ha.
Rồi bắt đầu học được chưa mấy đứa? Bắt đầu học được chưa? Cô nói mấy đứa nghe. Dạ, Rồi. dạ cô ơi. Rồi. Chúng ta bắt đầu học. À. À, vậy thì hôm nay chúng ta học cái buổi cuối của cái chương 4 về nghiệp vụ cho vay ha. À, trong ba cái buổi đầu tiên á, các bạn học về nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp đúng không? Và đối với cho vay khách hàng doanh nghiệp á, thì các bạn cũng đã được tìm hiểu về cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn cũng như là các cái phương thức cho vay ha. À, vậy thì hôm nay tìm hiểu vụ cho vay, nhưng mà các bạn có nghe được không? cô ơi, hình như nó bị lắc quá á cô. Nó bị lấy rồi cô ơi. À, chờ cô nha. Cô di chuyển chỗ ngồi. Tại không nghe. Cái chỗ cũ của cô nó hơi ồn á. Để cô chuyển xuống cái chỗ bị. Chờ cô. Bước cho mẹ nha Bin. Các bạn chờ cô vài phút nha. Bác cầm cục sạc máy tính xuống giùm mẹ luôn Subin à. Rồi các bạn nghe lại giúp cô xem ổn chưa? Dạ được rồi cô ơi. Rồi. À, cô nói lại nha. Ở ngân hàng á, các bạn vào trang web của bất kỳ một cái ngân hàng thương mại nào thì các bạn sẽ thấy là ngân hàng họ sẽ chia làm hai nhóm đối tượng, đó là đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Thì khi vào đối tượng khách hàng cá nhân thì các bạn sẽ thấy là có những cái sản phẩm dịch vụ liên quan đến huy động vốn, rồi những cái sản phẩm liên quan đến cho vay chẳng hạn ha. Ví dụ như là đối với sản phẩm huy động vốn thì các bạn sẽ thấy là ngân hàng sẽ cung ứng cho khách hàng cá nhân á, đó là tiền gửi thanh toán nè, rồi tiền gửi tiết kiệm nè ha, rồi phát hành giấy tờ có giá. Tương tự thì đối với khách hàng doanh nghiệp thì sẽ có là tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và phát hành giấy tờ có giá. Và đối với cái nghiệp vụ cho vay, hoạt động cho vay á, thì khách hàng doanh nghiệp các bạn đã được học rồi ha. Ngân hàng cũng sẽ cung ứng cho khách hàng doanh nghiệp và các sản phẩm cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhằm mục đích để bổ sung vốn lưu động để mua sắm tài sản cố định hoặc là để thực hiện dự án đầu tư. Thì đối với khách hàng cá nhân cũng vậy, có nghĩa là ngân hàng sẽ căn cứ dựa trên cái nhu cầu của cái đối tượng khách hàng cá nhân để đưa ra những cái sản phẩm, những cái dịch vụ phù hợp cũng như là thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng ha. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem là đối với khách hàng cá nhân á thì ngân hàng sẽ có những cái sản phẩm dịch vụ nào. Vậy thì đối với khách hàng cá nhân thì thông thường họ sẽ vay ngân hàng nhằm mục đích gì? Thứ nhất là để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của họ. Ví dụ như là
dùng để thanh toán cho các cái chi phí mục đích cho tiêu dùng ha, hoặc là cho sinh hoạt cá nhân, được chưa? Thứ hai đó là đối với những cái khách hàng cá nhân á, mà họ có kinh doanh, ví dụ như là họ kinh doanh dưới cái hình thức là doanh nghiệp tư nhân hoặc là hộ kinh doanh cá thể ha, và khi đối tượng cá nhân họ kinh doanh thì đương nhiên họ cũng sẽ có nhu cầu vốn, và nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân nó cũng tương tự đối với khách hàng doanh nghiệp. Cá nhân họ cũng có nhu cầu để bổ sung vốn lưu động ha, rồi cá nhân kinh doanh họ cũng có nhu cầu để mua sắm tài sản cố định, hoặc là cá nhân kinh doanh họ cũng có nhu cầu để thực hiện các cái dự án, được không nào? Vậy thì tùy theo cái nhu cầu của khách hàng cá nhân thì ngân hàng sẽ có những cái sản phẩm cho vay tương ứng ha. Về hồ sơ vay vốn thì đối với khách hàng cá nhân mà mục đích để tiêu dùng á, thì cái bộ hồ sơ nó đơn giản hơn. Trong cái trường hợp mà khách hàng cá nhân đi vay mà để thực hiện kinh doanh á, thì cái bộ hồ sơ nó tương tự như là đối với khách hàng doanh nghiệp, tuy nhiên là nó sẽ cũng sẽ đơn giản hơn đối với doanh nghiệp, bởi vì đối với khách hàng cá nhân thì sẽ không có các cái báo cáo tài chính chẳng hạn ha. Ví dụ như hộ kinh doanh cá thể á, thì họ sẽ không có báo cáo tài chính, thì sẽ nộp cho ngân hàng những cái sổ sách liên quan tới cái việc hoạt động kinh doanh của mình, hoặc là những cái chứng từ các cái hóa đơn đầu vào đầu ra ha. Và trong một cái bộ hồ sơ vay vốn á, thì cái một cái tờ giấy không thể thiếu đó là giấy đề nghị vay vốn ha. Cô nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, khi đi vay vốn ngân hàng thì đầu tiên là phải có giấy đề nghị vay vốn ha, bởi vì nó thể hiện cái tính tự nguyện của khách hàng. Tiếp theo đó là giấy tờ pháp lý. Giấy tờ pháp lý của cá nhân thì đơn giản, đó là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, rồi giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân ha. Và vì sao ngân hàng khi mà cho khách hàng cá nhân vay á, là phải yêu cầu nộp cái giấy chứng nhận hôn nhân, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân á. Các bạn có biết cái giấy này không? Có bao nhiêu tình trạng hôn nhân? Vì sao các bạn nghĩ xem vì sao là ngân hàng lại yêu cầu khách hàng phải nộp cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân? Để làm cái gì? Ngân hàng muốn biết khách hàng này là đã có gia đình chưa nè ha. Mà mục đích để làm cái gì? Nè, các bạn nào biết không? Cô ơi, cái tiếng quạt gió nó ồn khó nghe quá cô. Tiếng gió ồn hả? Giờ cô tắt cái quạt luôn. Hết chưa mấy đứa? Nghe rõ hơn chưa? Mấy đứa nghe được chưa? Rõ hơn rồi cô. Rồi, vậy thì bạn nào cho cô biết là tại sao khi ngân hàng cho khách hàng cá nhân vay á, thì yêu cầu khách hàng cá nhân phải nộp cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm cái gì? Ngoài cái thẻ căn cước hoặc giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu ra thì phải nộp cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Dạ cô, để chứng minh tài sản đó là tài sản riêng của mình, là tài sản hình thành trước hôn nhân đó cô. Bạn nói là trong cái trường hợp nếu như mà ngân hàng cho vay ha, và đây là cái sản phẩm cho vay yêu cầu phải có tài sản đảm bảo, đúng không? Vậy thì ngân hàng muốn căn cứ là cái tài sản đảm bảo này là tài sản trước hôn nhân hay là sau hôn nhân, để làm cái thủ tục ký hợp đồng bảo đảm tiền vay, đúng không? Ví dụ như một cái tài sản là tài sản chung của hai vợ chồng, vậy thì cái hợp đồng bảo đảm tiền vay phải là chủ sở hữu, có nghĩa là cả hai vợ chồng đều phải ký lên cái hợp đồng đó, đúng không? Thứ nhất là để đảm bảo về mặt pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo. Thứ hai đó là ngân hàng muốn xem là cái nghĩa vụ trả nợ như thế nào. Ví dụ như khi mà ngân hàng họ phân tích cái nghĩa vụ trả nợ ở ngân hàng á, thì trong cái trường hợp độc thân thì ngân hàng chỉ phân tích một người trả nợ thôi, được không? Còn trong trường hợp nếu khách hàng có gia đình á, ngân hàng sẽ yêu cầu là cả hai vợ chồng đều ký vào cái hợp đồng tín dụng, có nghĩa là cái nghĩa vụ trả nợ là cả hai người, để cái nguồn lực
cái nguồn lực tài chính trả nợ cho ngân hàng nó mạnh hơn, được không? Do đó là đối với khách hàng cá nhân thì ngân hàng sẽ phân tích cái nguồn trả nợ theo kiểu là một người, còn nếu như mà khách hàng có gia đình thì cái nguồn trả nợ nó sẽ mạnh hơn, được không nào? Và thông thường là nếu như mà khách hàng có gia đình thì thường là ngân hàng sẽ yêu cầu cả hai vợ chồng ký lên cái hợp đồng tín dụng. Còn cái ý bạn nói á, đó là xác định là cái tài sản đảm bảo là tài sản chung hay tài sản riêng, được không? Để mà ký cái hợp đồng bảo đảm tiền vay cho phù hợp theo quy định của pháp luật. À, trong trường hợp giả sử tài sản đó là tài sản chung, nhưng mà ngân hàng ký hợp đồng bảo đảm tiền vay với một người thôi, ví dụ như ký với một ông chồng thôi, ông chồng đi vay, ha, và ký hợp đồng bảo đảm tiền vay với ông chồng thôi. Vậy thì sau này giả sử ông chồng không trả được nợ, thì ngân hàng có phát mãi cái tài sản này để thu hồi nợ được không? Ừ. Trong khi tài sản này là tài sản chung của cả hai vợ chồng, ngân hàng có căn cứ để phát mãi tài sản này thu hồi nợ được không mấy đứa? Dạ không. À, nó sẽ bị liên quan tới cái trường hợp tranh chấp, đúng không? Bởi vì cái tài sản này là có một cái phần tài sản là thuộc quyền của bà vợ. À, do đó là ngân hàng họ rất là kỹ trong cái việc là xác định tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu của ai, được chưa? Do đó họ yêu cầu khách hàng phải nộp cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân á, thì có nhiều cái loại giấy, đúng không? Ví dụ nếu như độc thân thì sẽ có cái giấy xác nhận còn độc thân. Gia đình, có gia đình thì nộp cái giấy gì? Nếu có gia đình thì nộp cái giấy gì? Kết hôn. Giấy kết hôn. Còn cái trường hợp nào nữa? Còn không? Hay chỉ có hai trường hợp thôi? Ngoài độc thân và kết hôn ra còn trường hợp nào nữa không? Đã ly hôn rồi cô. Ly hôn, giấy ly hôn đúng không? Rồi ngoài ra còn gì nữa không? Những cái này là những cái cơ bản á, bởi vì sau này các bạn đi làm á, cái đầu tiên là các bạn sẽ đề nghị khách hàng nộp cái bộ hồ sơ vay, đúng không? Và khi các bạn đã đề nghị khách hàng nộp cái bộ hồ sơ vay á, thì khách hàng sẽ chuẩn bị để nộp cho ngân hàng, chứ không phải là lúc các bạn nhớ cái gì các bạn yêu cầu khách hàng nộp cái đó, rồi các bạn sẽ gọi cho khách hàng nhiều lần, chị ơi bổ sung cho em giấy này, chị ơi bổ sung cho em giấy kia, thì khách hàng sẽ nói chúng ta phiền hà, đúng không? Chúng ta phải tập hợp những cái giấy tờ gì để yêu cầu khách hàng nộp một lần, được ha? Và cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân á là cái tờ giấy mà khách hàng sẽ bị mất thời gian để làm nó, bởi vì có những khách hàng phải về cái nơi mà trước đây họ sinh sống để làm cái giấy xác nhận đó. Ví dụ như cô Ngọc Lan đi ha, trước đây cô Ngọc Lan không có ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 18 tuổi, ví dụ từ 18 tuổi tới 24 tuổi cô Ngọc Lan ở Vũng Tàu, được chưa? Rồi từ 24 tuổi tới 28 tuổi cô Ngọc Lan ở Thành phố Hồ Chí Minh, được không? Có nghĩa là cô chuyển hộ khẩu từ Bà Rịa Vũng Tàu lên Thành phố Hồ Chí Minh, và tới năm 29 tuổi đi, ví dụ cô lập gia đình ha, năm 30 tuổi cô đi vay, thì lúc này ngân hàng sẽ yêu cầu cô có giấy xác nhận tình trạng độc thân ở cả hai nơi. Nơi thứ nhất là cái hộ khẩu đầu tiên của cô Ngọc Lan là ở Bà Rịa Vũng Tàu, họ sẽ xác nhận cho cô Ngọc Lan từ 18 tuổi tới 24 tuổi là chưa lập gia đình, được ha? Và khi cô Ngọc Lan chuyển hộ khẩu về Thành phố Hồ Chí Minh năm 24 tuổi thì ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác nhận cho cô Ngọc Lan từ 24 tuổi cho đến 28 tuổi là chưa có lập gia đình, đúng không ha? Và kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi đấy. Trong cái trường hợp mà nếu như kết hôn á, thì đưa cái giấy chứng nhận kết hôn ra thì đơn giản rồi. Nhưng mà giả sử trong trường hợp cô Ngọc Lan chưa lập gia đình và cô Ngọc Lan đã di chuyển hai nơi, chuyển hộ khẩu hai nơi từ 18 tuổi trở lên, thì lúc này phải có hai cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, có nghĩa là hai giấy xác nhận độc thân ở hai cái địa phương, do đó mất thời gian. Vậy thì khi chúng ta hướng dẫn cho khách hàng nộp hồ sơ vay á, thì chúng ta phải nắm để hướng dẫn cho khách hàng, tránh cái trường hợp là yêu cầu khách hàng tới lui phải nộp nhiều lần. Thì người ta sẽ nói mình phiền hà, và có thể là người ta sẽ bỏ cái ngân hàng mình á và người ta đi ngân hàng khác, được ha? Rồi đó là cái hồ sơ về pháp lý ha. Tiếp theo thì chúng ta cũng phải hỏi khách hàng là vay nhằm mục đích gì, đúng không? Và không phải hỏi miệng mà yêu cầu khách hàng phải có giấy tờ để chứng minh cái mục đích sử dụng vốn, đúng không? Ví dụ khách hàng nói là vay để mua nhà, có hợp đồng đặt cọc tiền nhà rồi ha, có hợp đồng đặt cọc rồi, ký ở hai bên rồi, hoặc là đã có cái hợp đồng ký ra công chứng rồi, được không? Và họ thiếu cái số tiền còn lại để thanh toán cho bên bán thì đi vay ngân hàng, thì chúng ta yêu cầu khách hàng phải
nộp cho chúng ta, cho trình cho chúng ta xem cái gì? À, cái hợp đồng đã đặt cọc hoặc là hợp đồng đã mua bán qua công chứng. Được không nào? À, và cái giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn á, có nghĩa là trước khi đi vay chúng ta yêu cầu khách hàng phải nộp cho chúng ta để chúng ta biết được là à đúng là khách hàng có cái nhu cầu thực sự hợp pháp đúng không? À, và sau khi cho vay xong thì chúng ta cũng phải kiểm tra xem khách hàng sử dụng cái nguồn vốn vay của ngân hàng có đúng hay không. Ví dụ như khách hàng vay để mua nhà đúng không? Thì sau khi chúng ta đã phát tiền vay thì chúng ta sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp cho chúng ta ví dụ như là có cái sổ hồng sổ đỏ mà đã sang tên cho khách hàng á, thì chúng ta yêu cầu khách hàng phải photo sao y lại để cho đối chiếu và chúng ta kẹp vào cái bộ hồ sơ để chứng minh là chúng ta đã kiểm tra cái tình hình sử dụng sau vay vốn của khách hàng. Được ha? Ngoài ra thì yêu cầu khách hàng nộp những cái giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo, và những cái giấy tờ liên quan tới tài sản đảm bảo đó là những cái giấy tờ bản chính. Những cái kia là photo sao y hoặc là photo không. Nhưng mà đối với tài sản đảm bảo á, thì phải là bản chính ha. Ví dụ như là khách hàng đảm bảo bằng tài sản bằng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì phải nộp cho chúng ta cái giấy chứng nhận đó đúng không? Hoặc là khách hàng đảm bảo bằng xe ô tô thì phải nộp cho ngân hàng cái cà vẹt xe ha. Vậy thì ở đây đối với xe ô tô á, thì ngân hàng sẽ giữ cái cà vẹt xe bản chính đúng không? Vậy thì khách hàng họ lưu thông cái chiếc xe này trên đường đi, thì họ không có cà vẹt xe rồi công an họ xử lý như thế nào nhỉ? Mấy đứa biết trường hợp này không? Khi mà lưu thông, tham gia trên lưu thông, lái ô tô phải luôn có giấy chứng minh, giấy cà vẹt xe đúng không? Đúng không nào? Vậy thì trong cái trường hợp mà khách hàng vay á mà thế chấp chiếc xe, được không? Và ngân hàng họ giữ cái cà vẹt xe bản chính. Vậy thì khách hàng họ sẽ cầm cái gì để mà lưu thông? Lỡ công an có thổi hoặc công an có yêu cầu xuất trình giấy tờ thì sao? Dạ cô, là em nghĩ là bản cô sao? Xe bản sao và có chứng nhận của phường rồi đúng không cô? Chứng nhận bản gốc. À, không phải là giấy chứng nhận của phường mà là bản sao y giống như bạn nói ha, nhưng mà có giấy xác nhận của ngân hàng. Ngân hàng sẽ đóng dấu trên cái bản sao đó và ghi cái thời hạn của cái gì, của cái tờ giấy bản sao. Thường là nó có giá trị trong vòng vài tháng thôi, và khi mà hết hạn thì khách hàng lại đến ngân hàng để nhờ ngân hàng làm gì, cung cấp lại. Có nghĩa là cái sao y bản sao chứng nhận ở phường nhưng mà lên ngân hàng để xác nhận thêm một lần nữa, được ha? Thì khi mà khách hàng lưu thông á, công an mà có hỏi á, thì xuất trình cái tờ giấy đó. Trước đây thì chưa có cái quy định cụ thể á, thì một số khách hàng khi mà họ thế chấp chiếc xe á, và họ xuất trình cái tờ giấy sao y có xác nhận của ngân hàng á, thì một số cảnh sát giao thông họ không có đồng ý, họ vẫn phạt à. Tuy nhiên sau này đây là một cái trường hợp mà gọi là, tại vì trước đây chưa có cái quy định cụ thể ha. Tuy nhiên là sau này thấy cái vấn đề bất cập á, thì cảnh sát giao thông khi mà có quy định mới thì cảnh sát giao thông họ đã chấp nhận cái trường hợp là xuất trình cái cà vẹt bản sao y và có xác nhận của ngân hàng ha. Rồi ngoài ra thì để chứng minh với ngân hàng là khách hàng cá nhân á, có cái nguồn để trả nợ cho ngân hàng, thì phải nộp cho ngân hàng những cái giấy tờ để chứng minh cái nguồn thu nhập. Ví dụ như khách hàng có nguồn thu nhập từ lương thì sẽ nộp cho ngân hàng cái hợp đồng lao động và sao y lương của 3 tháng gần nhất. Còn đối với những cái trường hợp có nguồn thu nhập khác thì cũng tùy theo cái nguồn thu nhập mà để nộp cho ngân hàng cái minh chứng. Ví dụ như khách hàng họ mở một cái shop quần áo đúng không? Thì ngân hàng họ sẽ căn cứ dựa trên sổ sách chẳng hạn, sổ sách mà khách hàng ghi chép cũng như là những cái hóa đơn mà khách hàng họ sẽ nhập cái đầu vào á ha. Ví dụ như nhập quần áo vào đúng không, và cũng sẽ có những cái sổ sách để ghi những cái chi tiết, những cái khoản bán ra chẳng hạn ha, để căn cứ vào đó xác định cái nguồn thu nhập của khách hàng, để chứng minh là khách hàng này có cái nguồn thu nhập ổn định, có thể đảm bảo cái việc trả nợ cho ngân hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ phân loại theo từng cái nhóm sản phẩm đối với cho vay khách hàng cá nhân. Thì hồi nãy cô có nói là đối với khách hàng cá nhân á, họ cũng có nhu cầu sản xuất kinh doanh, đúng không? Thì sẽ có cái nhóm sản phẩm đó là nhóm sản phẩm sản xuất kinh doanh.
Thì đây là cái loại hình cho vay á, mà ngân hàng họ sẽ hỗ trợ vốn cho những cái cá nhân hoặc là hộ gia đình ha, hoặc là những cái doanh nghiệp tư nhân, được chưa? Và khi mà họ sản xuất kinh doanh thì họ cũng sẽ có các cái mục đích giống như là đối với doanh nghiệp, đó là bổ sung nguồn vốn lưu động ha, hoặc là đầu tư máy móc thiết bị ha, hoặc là để thực hiện các cái dự án đầu tư dài hạn. À, vậy thì các bạn thấy là cá nhân họ cũng có nhu cầu kinh doanh và cái mục đích vay nó cũng giống như là đối với khách hàng doanh nghiệp, được chưa nào? Và ví dụ như là đối với nhóm sản phẩm sản xuất kinh doanh thì các bạn thấy là sẽ có cho vay bổ sung nguồn vốn lưu động, được không? Và mục đích ở đây là để bổ sung cho cái nguồn vốn ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cái hộ gia đình hoặc là của cái doanh nghiệp tư nhân này ha. Hoặc là cá nhân này họ có nhu cầu vay để đầu tư những cái tài sản cố định, ví dụ như là mua máy móc thiết bị hoặc là phương tiện vận tải, được ha. Rồi ngoài ra thì còn có sản phẩm đó là cho vay thấu chi sản xuất kinh doanh. Thấu chi thì đối với khách hàng cá nhân cũng có, khách hàng doanh nghiệp cũng có. Tuy nhiên ở cái đối với khách hàng doanh nghiệp thì chúng ta chưa có tìm hiểu về cho vay thấu chi, đúng không? Và ở đây cho vay thấu chi cô cũng nói sơ qua thôi, bởi vì các bạn sẽ được học ở trong cái nội dung chương số 5. Cho vay thấu chi là cái phương thức cho vay mà ngân hàng đồng ý cho khách hàng được chi vượt quá số tiền có trong tài khoản thanh toán của khách hàng. Có nghĩa là ví dụ như các bạn đang có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, đúng không? Các bạn đang có số dư bên có là 5 triệu đồng. Vậy thì các bạn chỉ được sử dụng tối đa là 5 triệu đồng thôi. Tuy nhiên cái trường hợp này cô đang ví dụ là lý tưởng nha. Hầu hết các ngân hàng yêu cầu chúng ta phải duy trì một cái số tiền tối thiểu trong ngân hàng, ví dụ 100 ngàn. Vậy thì trong số dư chúng ta là 5 triệu, nhưng mà ngân hàng chỉ cho chúng ta xài tối đa là 4 triệu 9, đúng không nào? Được chưa? Nhưng đối với những cái khách hàng được ngân hàng đồng ý cho vay thấu chi, thì ngân hàng đồng ý cho khách hàng được chi vượt quá số tiền có trong tài khoản thanh toán của họ. Ví dụ cô Ngọc Lan được cho vay thấu chi là 20 triệu đồng, đúng không? Vậy thì trong tài khoản thanh toán của cô Ngọc Lan có 50 triệu đồng thôi, nhưng mà cô Ngọc Lan được chi với số tiền tối đa lên đến 70 triệu đồng, được không nào? Vượt quá số tiền có trong tài khoản thanh toán của cô Ngọc Lan, được không nào? Và đối với khách hàng cá nhân mục đích để phục vụ hoặc kinh doanh thì họ có thể đi vay thấu chi để mà có thể bù đắp những cái thiếu hụt tạm thời cái nguồn vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh của họ. Ví dụ như là để dùng thanh toán tiền điện, tiền nước, hoặc là thanh toán tiền thuế, trả lương cho nhân viên, hoặc là thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hoặc là mua hàng hóa và các cái dịch vụ khác. Rồi, ngoài ra còn có cho vay tiểu thương. Cho vay tiểu thương đó là cái sản phẩm cho vay mà cái đối tượng là những cái người buôn bán nhỏ ở trong các cái chợ. Và chủ yếu là ngân hàng họ sẽ đi kiếm những cái chợ đầu mối, và họ sẽ kết hợp với ban quản lý chợ, có nghĩa là một cái hợp đồng hợp tác với ban quản lý chợ, và cho những cái đối tượng tiểu thương này vay vốn. Vay vốn nhằm mục đích là để ví dụ như bổ sung cho cái nguồn vốn hoạt động kinh doanh của họ chẳng hạn. Và tài sản đảm bảo đối với cái sản phẩm cho vay tiểu thương đó là những cái sạp ở chợ. Và như các bạn biết là những cái sạp ở chợ khi mà sang tên, ví dụ như là khi mà sang cho một cái đối tượng khác tùy theo chợ ha, cái giá trị của nó cũng rất là cực kỳ cao. Ví dụ như ở Sài Gòn chúng ta thì các bạn biết cái chợ nào nổi tiếng nhất không? Chợ nào nổi tiếng hả? Chợ Bến Thành, đúng không? Và các bạn vào chợ Bến Thành, chợ lớn cũng nổi tiếng, đúng không? Tuy nhiên cái chợ Bến Thành là cái chợ được gọi là sầm uất nhất, và cái chi phí sang sang các mặt bằng nó cũng rất là cao ha. Hầu hết những cái chợ mà lớn, ví dụ như bạn nói là chợ lớn ha, hoặc là chợ Bình Điền, hoặc là chợ Bến Thành vân vân, đó là những cái chợ lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn biết là một cái sạp của nó, ví dụ như chợ Bến Thành á, khoảng từ 1 tới 2 mét vuông thôi. Nhưng mà cái tiền để sang cái sạp chợ này á, 1 2 mét vuông đó lên tới vài tỷ đồng là chuyện rất là bình thường. Được không? Và ngân hàng họ sẽ đồng ý cho khách hàng, những cái tiểu thương này nè, thế chấp cái quyền sử dụng cái sạp này để mà vay vốn ngân hàng, được ha. Và đối với những cái tiểu thương này đi vay á, thì đây cũng là một cái gọi là những cái đối tượng khách hàng tiềm năng của ngân hàng á. Bởi vì ngân hàng chỉ cần kết hợp với ban quản lý chợ thôi ha,
Và khi có tiểu thương nào cần vay á, liên hệ ngân hàng á, thì các bạn biết là nguyên một cái chợ biết bao nhiêu là sạp đúng không? Có biết bao nhiêu là khách hàng. Và những cái khách hàng này mặc dù cái số tiền họ vay không có quá nhiều à, nhưng mà đó à, tổng những cái người mà vay á, cũng được một cái khoản dư nợ khá là lớn. Và những cái đối tượng này á, là những cái đối tượng có cái nguồn thu khá là ổn định. Được ha? Do đó thường ngân hàng họ sẽ đi tìm kiếm những cái chợ lớn như vậy á, ha, để mà họ sẽ kết hợp để cho vay đối với những cái tiểu thương. Được chưa nào? À, hoặc là ngân hàng sẽ cho vay à, cho đối tượng khách hàng cá nhân vay nhằm mục đích là để à, canh tác sản xuất nông nghiệp chẳng hạn. Ha, ví dụ như trồng trọt, chăn nuôi hoặc là nuôi trồng thủy sản. Ha, đó là những cái sản phẩm đối với cho vay khách hàng cá nhân. Về phương thức cho vay thì cũng tương tự như đối với khách hàng doanh nghiệp thì ngân hàng cũng sẽ cung ứng cái phương thức cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng ha, và à, cho vay theo à, thấu chi qua tài khoản thanh toán. Được không nào? Đây cũng là những cái sản phẩm cho vay à, phổ biến ha, đối với đối tượng khách hàng là cá nhân. Đương nhiên là không phải chỉ có ba cái phương thức cho vay này mà còn có nhiều cái phương thức cho vay khác nữa ha, tuy nhiên đây là các cái phương thức phổ biến. Được chưa nào? Rồi tiếp theo đó là nhóm sản phẩm nhà ha. À, khách hàng cá nhân ngoài cái mục đích là để sản xuất kinh doanh thì họ còn có thể vay là để phục vụ cho cái việc liên quan tới à, nhà cửa hoặc là bất động sản ha. Ví dụ như khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua nhà để ở, hoặc là vay để à, hợp thức hóa nhà đất, hoặc là vay dùng để sửa chữa nhà. Được chưa nào? À, đối với những cái khách hàng cá nhân mà phục vụ cho hoạt động kinh doanh á, thì họ cũng có thể vay à, liên quan tới cái việc đầu tư tài sản cố định là bất động sản. Ví dụ như là vay để mà à, mua bất động sản ha. Ví dụ như mua một cái trụ sở nào đó để làm địa điểm sản xuất kinh doanh, hoặc là làm cái địa điểm để à, làm một cái xưởng chẳng hạn, một cái xưởng sản xuất ha. À, thì đó là đối với à, khách hàng cá nhân ha, liên quan tới bất động sản thì các bạn thấy là sẽ có à, liên quan tới cái các cái sản phẩm là mua để ở hoặc là mua để làm cái địa điểm hoạt động kinh doanh. Tiếp theo đó là nhóm sản phẩm tiêu dùng. Thì ở đây là cái mục đích vay của khách hàng cá nhân á, họ sử dụng vào cái mục đích là để à, phục vụ cho cái việc à, tiêu dùng nó khá là nhiều đúng không nào? À, ví dụ như là mua sắm những cái vật dụng trong gia đình nè, hoặc là sửa chữa nhà ở, hoặc là mua sắm những cái phương tiện đi lại ha, hoặc là thanh toán chi phí học tập, được không? Ví dụ như à, có những gia đình á, vay ngân hàng mục đích là để thanh toán chi phí đi du học ở nước ngoài cũng có, hoặc là thanh toán cho chi phí cho cái việc học đại học cũng có, được không? Hoặc là các bạn thấy là à, đối với những cái trung tâm ngoại ngữ, những cái trung tâm ngoại ngữ thì khi mà chúng ta à, đăng ký học ở đó, hoặc là đối với con em mấy đứa nhỏ nó học á, các bạn thấy là cái chi phí nó cũng khá là mắc, ví dụ ILA chẳng hạn, thì thường là ngân hàng sẽ kết hợp với các cái trung tâm ngoại ngữ này à, sẽ cho vay, ví dụ như cho vay trong vòng 12 tháng à, cho vay trong vòng 12 tháng trả đều hàng tháng chẳng hạn à, mục đích là để thanh toán cho chi phí học tập à, hoặc là à, dùng để chi tiêu chi phí cho cái việc mà khám chữa bệnh à, à, và các cái nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống. Được chưa nào? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nhóm sản phẩm đầu tư. Thì khách hàng cá nhân họ cũng có nhu cầu đầu tư, không phải chỉ có doanh nghiệp mới có nhu cầu đầu tư đâu, đúng không nào? À, cá nhân họ có thể đi vay để mà à, nhu cầu đầu tư là đầu tư kinh doanh chứng khoán chẳng hạn ha, à, thế chấp bằng bất động sản hoặc là thế chấp bằng chính cái chứng khoán đó, đúng không nào? À, ngoài ra thì đối với khách hàng cá nhân á, thì có một cái sản phẩm mà sau này các bạn thấy là à, sẽ rất là thường xuyên các bạn gặp, đó là cho vay để cầm cố sổ tiết kiệm ha. Và cho vay cầm cố sổ tiết kiệm là gì? Các bạn đã được học về nghiệp vụ huy động vốn rồi, đúng không? Các bạn đã biết là ngân hàng họ huy động vốn đối với khách hàng cá nhân á, thì sẽ có là à, cái sản phẩm tiền gửi thanh toán, rồi sẽ có tiền gửi tiết kiệm, đúng không? Vậy thì đối với cái sản phẩm tiền gửi tiết kiệm á, thì các bạn nhớ lại giúp cho cô, đó là cái sản phẩm tiền gửi mà khách hàng chỉ được rút tiền ra khi đến hạn thanh toán, đúng không nào? Có nghĩa là giữa ngân hàng và khách hàng sẽ thỏa thuận về cái thời hạn gửi sổ tiết kiệm, đối với sổ tiết kiệm có kỳ hạn á, được không? Và trong trường hợp nếu như mà khách hàng tất toán trước hạn thì ngân hàng ở Việt Nam á, họ vẫn đồng ý, nhưng mà khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn, được không?
Vậy thì sẽ có những cái trường hợp mà khách hàng họ không có tất toán trước hạn, mà họ sẽ dùng chính cái sổ tiết kiệm đó để đem đi vay ngân hàng thì nó sẽ có lợi hơn, được không? Và để hiểu cụ thể hơn về cái nghiệp vụ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm thì các bạn nắm cho cô những cái ý này để chúng ta làm bài tập ha. Khi mà ngân hàng cho khách hàng vay cầm cố sổ tiết kiệm á, thì phải đảm bảo được cái nguyên tắc đó là cái số tiền vay cộng cho cái lãi phải trả, lãi này là lãi suất vay á, được không? Nó phải bé hơn hoặc là bằng cái số tiền sổ tiết kiệm á, số tiền gửi á, sổ tiết kiệm cộng với lãi được hưởng. Hiểu ý này không? Có nghĩa là khi khách hàng đi vay và cầm cố chính sổ tiết kiệm đó cho ngân hàng thì ngân hàng phải đảm bảo làm sao đến cái thời điểm đáo hạn của sổ tiết kiệm thì cái số tiền vay cộng cho lãi vay phải trả nó phải bé hơn hoặc là ít nhất nó phải bằng cái số tiền của sổ tiết kiệm cộng cho lãi được hưởng. Được không? Nếu như mà cái số tiền vay và cái lãi vay mà nó cao hơn á, thì có nghĩa là sao? Ngân hàng có rủi ro. Đúng không nào? Ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm mà không đủ để thu cái số tiền vay và lãi phải trả và không có cái gì ràng buộc yêu cầu khách hàng phải trả cả thì rủi ro cho ngân hàng. Do đó, cái nguyên tắc ở đây đó là số tiền vay và lãi vay phải trả nó phải bé hơn cái số tiền gốc của sổ tiết kiệm cộng cho cái lãi tiết kiệm được hưởng. Và cũng căn cứ vào cái nguyên tắc này thì ngân hàng đưa ra cái một cái công thức ha, để tính cái số tiền cho vay tối đa đối với một cái giá trị của tài sản đảm bảo. Cái giá trị tài sản đảm bảo là sổ tiết kiệm ha. Thì cái số tiền cho vay tối đa sẽ bằng giá trị đáo hạn của sổ tiết kiệm chia cho 1 cộng cho thời gian vay nhân cho lãi suất vay. Và các bạn căn cứ vào cái công thức này cũng như là cái ý mà cô vừa giải thích, các bạn làm cho cô cái bài tập sau đây. Cái bài tập này nó khác với cái nó khác ngày tháng lãi suất đối với cái bài tập mà có trong slide các bạn ha. Do đó các bạn chú ý là sửa lại cho cô nha. Chúng ta đọc cái đề và chúng ta làm cái bài này thử nha. Ngày 21 tháng 8 năm 2020, ngân hàng nhận tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng X có nội dung như sau. Số tiền gửi là 4 tỷ đồng. Kỳ hạn gửi là 12 tháng. Ngày gửi là 21 tháng 8 năm 2020. Ngày đáo hạn là 21 tháng 8 năm 2021. Lãi suất là 7% một năm. Lãi suất này là lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, được không? Số ngày quy ước một năm là 365 ngày. Đọc cái yêu cầu nha. Ngày 21 tháng 7 năm 2021 là ngày hôm nay á, đúng không? Khách hàng này họ lại cần tiền. Cụ thể cần ở đây là cần 4 tỷ á. Do đó họ đến ngân hàng để yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, được không nào? Họ yêu cầu ngân hàng là tất toán sổ tiết kiệm. Và khi mà họ yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm á, thì nhân viên của ngân hàng họ lại tư vấn với khách hàng như thế này. Đó là khách hàng nên sử dụng chính cái sổ tiết kiệm này để cầm cố cho ngân hàng đi vay, để vay. Và lãi suất mà ngân hàng cho vay á, là 9% một năm. Các bạn căn cứ vào cái này, các bạn hãy cho cô biết là theo các bạn thì khách hàng nên lựa chọn phương án này hay không? Tại sao? Biết lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,3% một năm. Có nghĩa là các bạn hãy xử lý cho cô hai cái trường hợp. Thứ nhất là khách hàng nên tất toán sổ tiết kiệm vào ngày hôm nay là 21 tháng 7 năm 2021, hay là khách hàng nên đi vay ngân hàng 4 tỷ đồng với lãi suất là 9% một năm. Và các bạn hãy cho cô biết là khách hàng nên lựa chọn phương án nào. Được không? Đó là câu A. Và câu B, nếu ngân hàng cho vay thì cái số tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay tối đa là bao nhiêu? Ở đây là khách hàng đang có nhu cầu 4 tỷ đúng không? Nhưng mà nếu như mà ngân hàng cho vay tối đa thì cho vay được bao nhiêu? Hiểu ý câu hỏi không? Các bạn có hiểu cái ý của cái bài này không? Cái này cô thêm một tí xíu nha. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm là 7% một năm trả lãi cuối kỳ.
Các bạn có hiểu ý bài này không? Hả? Đi đâu hết rồi, không ai trả lời hết vậy? Cô quay lại cái yêu cầu đi cô. Quay lại yêu cầu. Nói sơ sơ nha, cách đây một năm là ngày 21 tháng 8 năm 2020, khách hàng gửi 4 tỷ, kỳ hạn là 12 tháng. Được chưa? Có nghĩa là 21 tháng 8 năm 2021 sẽ đến hạn cái sổ tiết kiệm 4 tỷ này, có nghĩa là tháng sau á, tháng 8, tháng sau ngày 21 tháng 8, được chưa? Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 21 tháng 7, khách hàng lại có nhu cầu cần tiền để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Do đó họ đến ngân hàng để yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm. Và các bạn cũng đã học ở chương 2 rồi, trong trường hợp khách hàng cầm sổ tiết kiệm lên tất toán thì ngân hàng vẫn đồng ý tất toán, nhưng mà khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thôi, đúng không? Tuy nhiên là nhân viên ngân hàng lúc này thấy là uổng cho khách hàng quá đi, bởi vì khách hàng gửi cái sổ tiết kiệm này gần 1 năm rồi, gửi 12 tháng mà tính cho tới bây giờ là 11 tháng rồi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi, đúng không? Vậy thì nếu như mà tất toán như vậy á, thì cái thời gian gửi 11 tháng vừa rồi chỉ hưởng lãi suất 0,3% thay vì lãi suất được hưởng là 7% một năm. Vậy thì nhân viên ngân hàng họ mới tư vấn cho cái khách hàng này là gì? Anh không nên tất toán sổ tiết kiệm, mà anh nên cầm chính cái sổ tiết kiệm này đi vay ngân hàng. Vậy thì các bạn hãy trả lời cho cô biết là khách hàng nên lựa chọn phương án nào? Một là tất toán sổ tiết kiệm, hai là đi vay ngân hàng. Hiểu ý câu A chưa? Câu B là cái số tiền vay tối đa ha. Ngân hàng nếu như mà khách hàng muốn vay tối đa thì ngân hàng cho vay được cái số tiền tối đa là bao nhiêu? Hiểu ý không? Muốn tự làm không? Muốn tự làm thì sẽ có cơ hội được cộng điểm, còn không thì cô sẽ sửa. Các bạn có muốn tự làm không? Hay là muốn cô giải thích thêm sau đó tự làm? Hả? Cô sửa đi con. Sửa luôn hả? Không cần tự động não để làm hả? Sửa luôn ha. Rồi, trước khi sửa thì tóm tắt lại tí xíu nha. Khách hàng này gửi một cuốn sổ tiết kiệm, ngày gửi là 21 tháng 8 năm 2020. Ngày đến hạn là 21 tháng 8 năm 2021. Số tiền gửi là 4 tỷ, đúng không? Lãi suất được hưởng là 7% một năm. À, có nghĩa là nếu không có chuyện gì xảy ra thì đến ngày 21 tháng 8 năm 2021 là một tháng sau á, khách hàng sẽ lên nhận được 4 tỷ và cái tiền lãi mà ngân hàng tính là suốt một năm khách hàng gửi là 365 ngày với lãi suất là 7% một năm. Được không? Nếu không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên là hôm nay là ngày 21 tháng 7. Cô ví dụ 21 tháng 7 ở đây. Khách hàng có một cái sự cố liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của họ và họ cần tiền gấp. Cụ thể là họ cần 4 tỷ đồng. Và họ đến ngân hàng ngày 21 tháng 7 nè. Khách hàng đến ngân hàng yêu cầu tất toán. Tất toán sổ tiết kiệm. Trong trường hợp nếu như mà ngày hôm nay khách hàng lên tất toán sổ tiết kiệm thì sao, sẽ được nhận cái gì? Hả? Lãi suất không kỳ hạn. Nhận cái gì với lãi suất không kỳ hạn? Tiền gốc và lãi suất. À, gốc là 4 tỷ, sẽ nhận được 4 tỷ cộng cho lãi suất không kỳ hạn. Và đề bài cho lãi suất không kỳ hạn là 0,3% một năm, cực kỳ thấp. Đúng không? Nếu như mà chịu để thêm một tháng nữa, có nghĩa là ráng lắm á, để một tháng nữa thì cái lãi suất được hưởng tới 7%. Nhưng mà nếu tất toán ngày 21 tháng 7 thì cái lãi suất được hưởng chỉ có 0,3% một năm. Được không? Vậy thì các bạn thấy là rất là uổng cho khách hàng, trong khi đó một cái quá trình 11 tháng này khách hàng gửi mà chỉ được hưởng lãi suất có 0,3% thôi. À, do đó nhân viên ngân hàng
họ mới đưa ra một cái đề nghị, đó là khách hàng không có nên tất toán sổ tiết kiệm, mà sẽ có một cái biện pháp khác, sẽ có một cái sản phẩm để giúp cho khách hàng có cái số tiền 4 tỷ vào ngày 21 tháng 7, nhưng mà không cần phải tất toán sổ tiết kiệm. Cụ thể là vào ngày 21 tháng 7 khách hàng sẽ đi vay, vay ngân hàng, và vay đảm bảo bằng cách là cầm cố sổ tiết kiệm, được không? Đi vay cầm cố sổ tiết kiệm 4 tỷ này ha. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây á, là các bạn hãy cho cô biết là trong trường hợp này khách hàng nên tất toán sổ tiết kiệm hay là khách hàng nên đi vay, trường hợp nào có lợi cho khách hàng hơn, hiểu không? Sửa nha, cô sửa nha. Vậy thì nếu để làm được cái bài này á, thì các bạn hãy chia làm hai trường hợp cho cô ha, và chúng ta tính từng cái phương án một, coi phương án nào có lợi cho khách hàng. Trường hợp thứ nhất ha, cô tạm chia thứ nhất là trường hợp một, đó là khách hàng họ sẽ tất toán trước hạn, tất toán trước hạn. Chữ cô xấu nha, chịu khó nhìn nha. Vậy thì trong trường hợp tất toán trước hạn thì khách hàng sẽ nhận được cái gì đây? Đầu tiên là 4 tỷ đúng không? Tiền vốn gốc ha, cộng cho lãi không kỳ hạn, cô lấy thừa số chung là 1 cộng cho thời gian gửi. Và thời gian gửi ở đây là bao nhiêu ngày? Các bạn sẽ đếm từ ngày nào đến ngày nào? Dạ từ ngày 21 tháng 8 2020 cho đến ngày ngày 20 tháng 7 2021. Là bao nhiêu ngày? Dạ thưa cô là 334 ngày. 334 ngày. Tính nhanh, đừng có cộng từng tháng đó, nó quá lâu. Các bạn thấy là từ 21 tháng 8 2020 đến 21 tháng 8 năm 2021 là có 365 ngày. Đúng không? Bởi vì ở đây không có liên quan gì tháng 2 của 2020 hết á. Tháng 2 2020 29 ngày. Đúng không? Ở đây chỉ có liên quan tháng 2 của 2021 là 28 ngày. Do đó đây là trọn năm là 365 ngày. Chúng ta trừ 1 tháng ha, cụ thể là trừ cái tháng cuối á, các bạn thấy là sẽ trừ từ 21 tháng 7 cho tới 20 tháng 8. Từ 21 tháng 7 tới 20 tháng 8 á, có nghĩa là nó liên quan tới tháng 7 á, là có 31 ngày. Vậy thì các bạn chỉ lấy 365 trừ cho 31 thôi là sẽ ra được 334 ngày. Thay vì các bạn cộng thì nó sẽ lâu hơn cái trường hợp các bạn trừ. Được không? Rồi, vậy thì ở đây là khách hàng gửi 4 tỷ này được 334 ngày và cái lãi suất được hưởng ở đây là bao nhiêu? 0,3%. Chỉ được có 0,3% thôi. Chia cho 365. Rồi, các bạn tính xem trong trường hợp khách hàng tất toán thì nhận được số tiền bao gồm cả cái tiền gốc và tiền lãi là bao nhiêu? 4 tỷ 010 triệu 980 4 tỷ 010 triệu 980 880 822 822. Vậy các bạn thấy là người ta gửi 334 ngày mà nhận được tiền lãi có 10.980.822 đồng, nó quá thấp đúng không nào ha. Vậy thì đây là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, các bạn phải tính cho cô là trong trường hợp nếu khách hàng đi vay thì sao? Trường hợp 2, khách hàng đi vay. Trong trường hợp khách hàng đi vay thì ở đây các bạn lưu ý cho cô là đi vay ở đây là vay 4 tỷ. Được không? Khách hàng đang cần 4 tỷ, do đó họ sẽ đi vay 4 tỷ. Và cái ngày đi vay cũng là cái ngày 21 tháng 7 là ngày hôm nay. Được chưa? Và các bạn phải xác định được cho cô là đối với trường hợp khách hàng đi vay á, thì đến cái thời điểm đi vay có nghĩa là vào ngày 21 tháng 7 nè, cái ngày đi vay ngày 21 tháng 7 khách hàng sẽ nhận được 4 tỷ đúng không? Được không? Nhận được vào cái ngày vay là 4 tỷ đồng. Ở đây nè, ngày 21 tháng 7 nè, 4 tỷ. Được chưa? Vậy thì đến cái ngày đáo hạn, và đương nhiên là đối với cho vay cầm cố sổ tiết kiệm thì ngân hàng luôn luôn cho khách hàng vay cái thời điểm đến hạn của khoản vay là đúng cái ngày đáo hạn của sổ tiết kiệm. Mục đích ngân hàng cho khách hàng vay bằng với cái thời điểm đáo hạn sổ tiết kiệm để hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Có nghĩa là đến thời điểm đáo hạn thì ngân hàng mới tất toán sổ tiết kiệm để thu hồi cái nợ vay được.
Còn nếu như mà ngân hàng mà cho vay trước cái thời hạn đó thì có thể là trường hợp dẫn đến một cái trường hợp đó là cái gì? Nợ quá hạn. Bởi vì nếu như mà cho vay trước cái thời điểm đáo hạn sổ tiết kiệm mà khách hàng không có cái nguồn trả thì sao? Thì sẽ bị nợ quá hạn, đúng không? Hoặc là cho vay sau cái thời điểm đó thì sao? Cũng có thể là bị nợ quá hạn ha. Vậy thì ngân hàng luôn luôn xác định cái thời điểm cho vay và cái thời điểm đáo hạn của sổ tiết kiệm. Thời điểm đáo hạn của sổ tiết kiệm là bằng chính cái thời điểm đáo hạn của cái sổ tiết kiệm đó ha. Thời điểm đáo hạn của cái khoản vay á, nó sẽ bằng thời điểm đáo hạn của sổ tiết kiệm. Vậy thì các bạn thấy trong cái trường hợp hai khách hàng đi vay thì vay là vay 4 tỷ, đúng không? Vậy thì đến thời điểm đáo hạn của sổ tiết kiệm cũng là cái thời điểm phải thanh toán cái khoản vay. Vậy thì lúc này ngân hàng họ sẽ làm hai cái bút toán. Cái bút toán thứ nhất đó là ngân hàng sẽ tính là cái sổ tiết kiệm á, sổ tiết kiệm ha, khi mà đáo hạn khách hàng sẽ nhận được bao nhiêu. Bởi vì sổ tiết kiệm này còn giữ mà, khách hàng đã tính toán đâu. Thì khi đến thời điểm đáo hạn thì ngân hàng phải tính gốc và lãi vay, gốc và lãi được hưởng cho khách hàng, được không? Và tiếp theo, đây cũng là cái thời điểm mà cái khoản vay đến hạn, đúng không? Vậy thì khi khoản vay đến hạn thì ngân hàng phải tính là cái khoản tiền mà khách hàng phải trả nợ cho ngân hàng là bao nhiêu. Có nghĩa là sổ tiết kiệm đến hạn bao nhiêu thì ngân hàng phải có nhiệm vụ, nghĩa vụ phải thanh toán cho khách hàng. Và cái khoản nợ vay đến hạn bao nhiêu thì khách hàng phải có nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng. Và ngân hàng làm hai cái bút toán này để làm cái gì? Để cấn trừ lẫn nhau, được không? Vậy thì chúng ta phải tính hai cái con số này để chúng ta cấn trừ xem là khách hàng còn thừa hay là thiếu tiền ha. Vậy thì đầu tiên là khi mà sổ tiết kiệm đáo hạn thì khách hàng sẽ nhận được cái gì? Nhận được gốc với lại lãi đúng hạn con. Gốc và lãi đúng hạn có nghĩa là nhận được 4 tỷ tiền gốc. Lãi đúng hạn ở đây là 1 cộng cho số ngày là bao nhiêu? Dạ 365. 365 nhân cho lãi suất là 7%. Dạ 7%. 7,5%. Hình như là 7% á, đề cô cho 7 chứ. 77 hả cô? Chia cho 365. Đúng không? Rồi các bạn tính xem là trong cái trường hợp này khi đáo hạn thì sổ tiết kiệm nhận được là bao nhiêu? 4 tỷ 180 triệu. 4 tỷ mấy? 4 tỷ 280 cô. 4 tỷ 280 triệu. Các bạn thấy là khách hàng chịu khó để thêm 1 tháng nữa thôi đúng không? Cái tiền lãi nhận được lên đến 280 triệu đồng. Trong trường hợp tất toán ha, tất toán trước hạn thì nhận được có 10.980.000 thôi, được chưa? Vậy thì khi sổ tiết kiệm này đến hạn ha, thì ngân hàng sẽ phải thanh toán cho khách hàng số tiền là 4 tỷ 280 triệu đồng ha. Tuy nhiên là đương nhiên là ngân hàng sẽ không thanh toán cho khách hàng, bởi vì ngân hàng phải cấn trừ với khoản vay. Khách hàng đã vay 4 tỷ mà. Vậy thì anh vay 4 tỷ thì anh phải trả 4 tỷ tiền gốc, đúng không? Vậy thì cái khoản trả nợ của ngân hàng đó là 4 tỷ tiền gốc nè, cộng cho lãi vay, được không? Ở đây chúng ta sẽ tính lãi vay là 1 cộng cho thời gian vay là bao nhiêu? 1 tháng là 31. 31 ngày. Nhân cho? Nhân cho 9% chia 365. 9% chia cho 365. Tính cho cô xem là trong trường hợp khách hàng vay thì phải trả ngân hàng nhiều. Dạ là 4 tỷ 030 triệu 575.342 đồng. Rồi, vậy thì các bạn thấy là ngân hàng họ hạch toán hai cái bút toán này cùng một lúc. Thứ nhất đó là sổ tiết kiệm đến hạn là 4 tỷ 280 triệu, và cái khoản nợ của khách hàng phải trả cho ngân hàng là 4 tỷ 030 triệu, đúng không? 575.342 đồng. Vậy thì ngân hàng họ sẽ cấn trừ, đúng không? Họ sẽ lấy cái số tiền sổ tiết kiệm mà khách hàng được hưởng trừ cho cái khoản vay mà khách hàng phải trả, thì đó là cái số tiền mà ngân hàng sẽ thối lại cho khách hàng, đúng không? Vậy thì trong cái trường hợp này ngân hàng thối lại cho khách hàng số tiền nhiêu, trừ cho cô? Dạ thối lại là 249.424.658 đồng. Rồi tự so sánh hai cái trường hợp xem
nếu các bạn là khách hàng thì các bạn nên đi vay hay là các bạn nên tất toán sổ tiết kiệm? Cô là nên đi vay. À, nên đi vay, đúng không? Đi vay á, thì sau khi đã đáp ứng được cái nhu cầu là cần 4 tỷ vào cái ngày hôm nay là ngày 21 tháng 7 rồi, đến cái thời điểm đáo hạn có nghĩa là một tháng sau, nhận thêm được 249.424.658 đồng. Còn trong trường hợp tất toán sổ tiết kiệm chỉ nhận được có 10.980.822 đồng. Hai con số quá chênh lệch với nhau, đúng không? À, do đó là trong cái trường hợp này, khách hàng nên nghe lời tư vấn của nhân viên ngân hàng, đó là nên đi vay chứ không nên tất toán sổ tiết kiệm. Được ha? Rồi. À, vậy thì ở đây trong cái ví dụ này là khách hàng đi vay 4 tỷ thôi đúng không? Ha. Và cái câu hỏi của câu B á, đó là nếu như mà khách ngân hàng cho vay khách hàng á, thì cái số tiền có thể cho vay tối đa được là bao nhiêu? Ừ. Số tiền cho vay tối đa có nghĩa là lúc đó ngân hàng sẽ tính cái gì đây? Tính hai cái trường hợp gạch chéo của cô tính nè. Có nghĩa là cái sổ tiết kiệm khi đến hạn và cái khoản mà khách hàng phải trả nợ cho ngân hàng, hai con số này bằng nhau. Được không? Có nghĩa là ngân hàng sẽ cấn trừ hai cái con số này, trừ ra nó sẽ bằng không. Có nghĩa là khách hàng được vay cái số tiền lên tối đa là bao nhiêu á. Và cô đã cho các bạn sẵn cái công thức để tính luôn rồi. Ha, và nhìn cái công thức đó thì các bạn thấy là nó sẽ giống như cái công thức chiết khấu các bạn đã từng học. Ở buổi học hôm sau các bạn sẽ được học về chiết khấu, nghiệp vụ chiết khấu, thì các bạn thấy công thức nó rất là quen. Ha. À, các bạn đã học đối với cái trường hợp tính NBV á, ha, nhất là những bạn bên tài chính, được không? Học giá trị hiện tại của dòng tiền á, ha, thì cái công thức tính này nó tương tự như vậy á, ha, đối với cái lãi thuần, lãi đơn á, được chưa? Vậy thì ở đây số tiền cho vay tối đa nè, số tiền cho vay max đi ha, nó sẽ bằng cái giá trị của sổ tiết kiệm khi đến hạn. Và giá trị sổ tiết kiệm khi đến hạn đó là cái con số này nè, 4.280 á. Được không? 4.280 chia cho 1 cộng cho thời gian vay là 31 ngày nhân lãi suất vay là 9% chia 365. Các bạn tính cho cô xem là trong trường hợp này ngân hàng có thể cho khách hàng vay được số tiền tối đa là bao nhiêu? Bốn tỷ 247.532.559 đồng. Rồi, vậy thì mai mốt đi làm đừng có thắc mắc tại sao cuốn sổ tiết kiệm của khách hàng ghi trên sổ có 4 tỷ mà đi cho người ta vay tới 4.247.000.000 nha. Rồi la làng lên, anh ơi chị ơi cho vay như vậy là sao được, ngân hàng lỗ làm sao, đúng không? Không có. À, ngân hàng sẽ tính một cái số tiền cho tới tương lai khách hàng sẽ nhận là bao nhiêu và chiết khấu nó về với cái lãi suất vay là 9% thì sẽ ra được cái số tiền vay hiện tại, số tiền tối đa hiện tại là 4.247.532.559 đồng. Được ha. À, rồi mai mốt khách hàng đi vay cũng vậy ha, cầm sổ tiết kiệm 4 tỷ lên ha, yêu cầu là cho tôi vay lên tới 4.1, 4.2, nó không được là không phải. À, ngân hàng sẽ có cái công thức để vay cái số tiền tối đa cho khách hàng và thậm chí là cho vay vượt quá cái số tiền mà gửi vào ngân hàng, được ha. Lúc này ngân hàng họ tính cái giá trị tương lai nhận được là bao gồm cả lãi mà khách hàng được hưởng, được chưa nào? Đây là cái công thức tính số tiền cho vay tối đa. Rồi, vậy thì nắm được cái bài này chưa? Làm tương tự như vậy cho cô, nhưng mà cô sẽ cho cái thời điểm khác, một cái thời điểm khác ha, và các bạn xác định cho cô xem là khách hàng nên lựa chọn cái phương án nào. Đâu rồi? À, câu C, cô sửa này lại xíu ha, cho nó ví dụ đi. Khách hàng này gửi cũng là cái đề đó luôn, nhưng mà cái ngày mà khách hàng cần tiền đến tất toán sổ tiết kiệm á là ngày 21. Khách hàng gửi 21 tháng 8 đúng không? Tháng 9, tháng 10, tháng 11. Cô ví dụ mới gửi tới 21 tháng 11 đi. Xin tất toán. Rồi các bạn hãy làm cho cô nha, trả lời hai cái câu hỏi giống như câu A và câu B. Được không? Tuy nhiên chỉ đổi một cái là cái trường hợp mà khách hàng cần tiền lúc này là cần vào ngày 21 tháng 11. Và trong cái trường hợp câu C này á, các bạn hãy xác định trước cho cô
nha, đảo ngược lại cho cô nha. Để cô ghi ở đây đi cho các bạn khỏi phải. Trong câu C, đầu tiên hãy xác định cho cô là số tiền cho vay tối đa là bao nhiêu. Sau đó sử dụng chính cái số tiền cho vay tối đa đó cho khách hàng vay ha, cho vay số tiền tối đa vào ngày 21 tháng 11 năm 2020 ha. Hỏi là khách hàng nên đi vay hay tất toán sổ tiết kiệm. Hiểu ý cô không? Nó khác cái bài nãy xíu, đó là đầu tiên ngân hàng sẽ xác định số tiền cho vay tối đa trước, được không? À, sau đó sẽ cho khách hàng hai cái phương án lựa chọn. Một là tất toán sổ tiết kiệm vào ngày 21 tháng 11 năm 2020. Hai là đi vay cái số tiền tối đa đó vào ngày 21 tháng 11 năm 2020. Và các bạn hãy cho cô biết là khách hàng nên lựa chọn phương án nào. Được không? Tự làm được không? Đi đâu hết rồi? Trả lời giùm cô. Cho khó xíu thôi, thử coi làm được không? Đi đâu hết rồi? Không ai trả lời cô vậy? Cô cho em xem lại cái mà và cái số tiền cho vay tối đa của cô. Công thức đúng không? Dạ đúng rồi. Số tiền cho vay tối đa sẽ bằng giá trị đáo hạn của sổ tiết kiệm. Có nghĩa là cái số tiền mà khách hàng nhận được vào thời điểm đáo hạn là bao nhiêu á, là bao gồm gốc và lãi á. À, chia cho 1 cộng cho thời gian vay nhân cho lãi suất vay. Quay lại cái đề câu C cô. Đề câu C. À, nếu như vậy thì ở đây có nhu cầu vay vốn thôi ha, bỏ cái 3 tỷ này đi. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn vào ngày 21 tháng 11, được không? Thì khách hàng nên tất toán sổ tiết kiệm 4 tỷ hay là đi vay. Vay số tiền tối đa. Vay số tiền tối đa. Được chưa?
Rồi các bạn nào làm xong không? Còn bạn nào nữa không? Đang gửi cô ơi. Rồi. Cô ơi, cho em hỏi là cái đề của cô là kêu là khách hàng sẽ vay theo cái tối đa đúng không cô? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn cô. Bạn tính xong mà chưa có kết luận thì nhớ cho kết luận nha. Nên đi vay hay là nên tất toán nha. Xong chưa? Cô đợi em xíu nha cô.
Rồi, cô sửa bài nha. Đây là cái bài tập mà thấy nhiều bạn ra đáp án khác nhau nè. Ha. Cô cho em nộp. Rồi, còn ai nộp nữa nộp đi. Nãy giờ là thấy hai trường phái rồi đó. Một trường phái là kêu là đi vay, trường phái thì kêu tất toán. Vậy giờ theo trường phái nào đây? Hết chưa? Xong hết chưa? Xong hết chưa cô sửa nha. Dạ sửa đi cô. Rồi cô chốt tới sao vậy, ồn hả? Ồn hả Thanh? Dạ đúng rồi cô ơi. Rồi chờ cô xíu nha. Rồi hết ồn chưa? Dạ rồi. Cô sửa nha. Bạn cuối cùng là bạn Nguyễn Hoàng Vinh. Còn nữa không? Nguyễn Hoàng Vinh, 2:30 đúng 2:30 nha. Còn ai vậy nữa? Thảo, 2:30 chốt nha. Sửa xem thử coi là trong cái trường hợp này chúng ta phải tư vấn cho khách hàng là nên tất toán hay là nên đi vay ha. Rồi, cũng là cái bài tập hồi nãy đúng không? Tuy nhiên cô chỉ thay đổi cái ngày thôi và cái số tiền vay ha. Và đầu tiên là chúng ta sẽ xác định cái số tiền vay tối đa trước ha. Và chỉ việc áp dụng cái công thức để xác định số tiền vay tối đa. Thì ở đây cô vẽ lại cái sơ đồ nó khác một tí xíu ha. Cái ngày gửi vẫn là ngày 21 tháng 8 năm 2020. Ngày đến hạn vẫn là 21 tháng 8 năm 2021. Và cái ngày mà cần vốn á, là cái ngày nào? 21 tháng 11 đúng không? Năm 2020. Có nghĩa là mới gửi có bao nhiêu tháng? Tháng 9, tháng 10. Cô chưa có xe cái bản. À chưa xe, chờ cô xíu nha. Rồi thấy rồi đúng không? Vậy thì cái dạ, ngày cô. Cái ngày mà khách hàng cần vốn ở đây là ngày 21 tháng 11 năm 2020. À, khách hàng đến tất toán, tuy nhiên là nhân viên ngân hàng cũng khuyên khách hàng là nên đi vay. Được không? Vậy thì các bạn phải xác định lại giúp cho cô là rốt cuộc là khách hàng nên đi vay hay là nên tất toán. Và trong trường hợp này khách hàng mới gửi có 3 tháng. Đúng không? À, vậy thì chúng ta sẽ xác định cái số tiền vay tối đa trước. Bởi vì cái đề bài cô nói là ngân hàng cho vay số tiền tối đa ha, và giả sử khách hàng đi vay bằng cái số tiền tối đa này luôn ha, thì khách hàng nên tất toán hay là nên vay cái số tiền tối đa. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ tính cái câu
À, ví dụ đây là câu A đi ha. Số tiền vay tối đa ha. Số tiền vay tối đa ngân hàng cho khách hàng vay đó chính là bằng cái giá trị của sổ tiết kiệm khi đến hạn là bao nhiêu, nó có thay đổi gì không? Dạ không. À, không, nó vẫn là 4 tỷ 280 triệu đúng không? Giống như cái bài hồi nãy, được không? Nó khác ở dưới đây nè. Đó là một cộng cho thời gian vay. Thời gian vay là cái khoảng thời gian này nè. À, có nghĩa là cái ngày 21 tháng 11 khách hàng đi vay. Ngày đáo hạn là 21 tháng 8 năm 2021. Vậy thì ngân hàng sẽ đếm ngày từ 21 tháng 11 năm 2020 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021 là bao nhiêu ngày? Vay bao nhiêu ngày? 273 ngày. 273 ngày. Đúng không? Mấy bạn khác tính ra bao nhiêu ngày? Dạ đúng cô. 273 ngày cô. Rồi, 273 ngày nhân cho lãi suất vay là vẫn là 9%. 9% chia cho 365. Rồi tính cho cô số tiền cho vay tối đa là 4 tỷ mấy? 4 tỷ 010 triệu. Rồi. 062.376 đồng. Đây là số tiền cho vay tối đa. Và chúng ta giả sử là khách hàng đi vay cái số tiền tối đa này luôn. Được ha? Vậy thì thật ra các bạn cũng chẳng cần tính toán là trong trường hợp nếu cái khách hàng đi vay, đây là trường hợp 1 nha. Ví dụ cô sẽ chia ra trường hợp 1 là khách hàng sẽ tất toán sổ tiết kiệm trước hạn. Trường hợp 2 là khách hàng sẽ vay cái số tiền tối đa, đúng không? Vậy thì cô sẽ tính tương tự như cái trường hợp 1 ha, tất toán nè. Tất toán. Và tất toán thì khách hàng sẽ nhận được cái số tiền gửi là 4 tỷ nhân cho lãi suất được hưởng là 1 cộng cho ngày gửi, cụ thể ở đây là bao nhiêu ngày? Dạ, 93 ngày. À, khách hàng mới gửi được có 92 hay 93? 92 ngày. Dạ, 92 cô. À, 92. Cô tính nhanh, cô lấy 365 trừ cho 273 ha, là ra 92 ngày. Nhân cho lãi suất không kỳ hạn đúng không? Là 0,3% chia cho 365. Vậy thì trong trường hợp tất toán trước hạn thì khách hàng nhận được số tiền nhiêu? Dạ là 4 tỷ 003 024 658. 658. Rồi. Vậy thì tất toán trước hạn thì khách hàng nhận được cái số tiền gửi là 4 tỷ cộng cho tiền lãi không kỳ hạn là 3.024.658 đồng. Được ha? Còn trong trường hợp đi vay, trường hợp 2 đi vay, cô biết chắc là đến thời điểm đáo hạn á, cái số tiền khách hàng không nhận được đồng nào hết trơn á. Bởi vì ở trên đã cho vay số tiền tối đa rồi mà, đúng không? Cho vay tối đa có nghĩa là khi đến thời điểm đáo hạn, cái số tiền khách hàng được hưởng trên sổ tiết kiệm nó sẽ bằng chính với cái số tiền mà khách hàng đi vay ở ngân hàng, bao gồm cả lãi trong đó nữa. À, không tin thì chúng ta thử tính nha. Nếu mà đi vay thì ngân hàng cũng sẽ thực hiện hai cái nghiệp vụ. Thứ nhất đó là sẽ tính cái số tiền khi mà khách hàng đi vay á, khách hàng phải trả, đúng không? Đầu tiên sổ tiết kiệm tất toán trước đi, khi đến hạn tất toán đi, đến hạn tất toán thì tính cái sổ tiết kiệm trước, đúng không? Tất toán sổ tiết kiệm nè, thì đương nhiên khách hàng sẽ nhận được cái gì? Hả? 4 tỷ, cái này nãy làm rồi, nhân cho 1 cộng cho 365, tương tự như hồi nãy đó, nhân cho lãi suất được hưởng là 7% chia 365, đó là số tiền 4 tỷ 280 triệu. À, 4 tỷ 280 triệu, nó có khác cái gì đâu đúng không nào? Ha, rồi tiếp ngân hàng sẽ tính cái gì? Đến hạn vay, đến hạn của khoản vay thì phải thanh toán cho ngân hàng, đúng không? Đến hạn khoản vay thì phải tính cái số tiền gốc và lãi vay. Và cái số tiền vay lúc này, hồi nãy chúng ta tính là khách hàng vay gốc là nhiêu? 4 tỷ mấy? Hồi nãy tính số tiền vay tối đa đó. Dạ, 4 tỷ. 010. Đúng không? 062. 376. Đúng không? Nhân cho cái lãi phải trả nữa, đúng không? Cô lấy thừa số chung, 1 cộng cho vay bao nhiêu ngày? Hồi nãy đếm ra bao nhiêu ngày?
273 nhân cho lãi suất vay là 9% chia 365. Có phải nó cũng ra là 4.280 không? Đúng không? Dạ đúng cô. À đúng. Có nghĩa là khi mà ngân hàng đã cho vay số tiền tối đa rồi, là có nghĩa là khi đến hạn của sổ tiết kiệm và khi đến hạn của khoản vay, hai số tiền này cấn trừ với nhau, là ngân hàng vừa thu đủ cái số tiền sổ tiết kiệm để dùng để trả cho khoản vay cho khách hàng luôn á. Có nghĩa là đến hạn thanh toán thì khách hàng không nhận được đồng nào cả, là bằng không. Đúng không nào? Vậy thì chúng ta chỉ so sánh cho cô ở đây. Vào cái ngày mà khách hàng nhận nhận được tiền đó là ngày 21 tháng 11 đúng không? Trong trường hợp tất toán thì sẽ nhận được số tiền là 4 tỷ cộng cho 3 triệu tiền lãi đúng không? Được không? Đây là trường hợp tất toán. Còn trong trường hợp đi vay thì được nhận lên đến số tiền là 4 tỷ cộng cho 10.062.000. Vậy nếu các bạn là khách hàng, các bạn lựa chọn phương thức nào? Tất toán con. Tất toán thì chỉ nhận được có 4.003.000. Đi vay. Còn đi vay thì các bạn lại nhận được tới 4.010.000. Cả hai trường hợp đến cái ngày đáo hạn sổ tiết kiệm là không nhận được cái gì nữa cả. Trong trường hợp tất toán là tất toán luôn rồi, nhận được 4 tỷ và 3 triệu tiền lãi. Còn trong trường hợp đi vay, nhận được 4 tỷ và 10.062.000. Đến ngày tất toán của cái sổ tiết kiệm và khoản vay, ngân hàng tự cấn trừ triệt tiêu lẫn nhau, khách hàng không cần phải đóng thêm đồng nào và cũng không được hưởng thêm đồng nào cả. Vậy thì trong hai trường hợp, cùng một cái ngày là ngày 21 tháng 11 năm 2020, hoặc là các bạn sẽ nhận được 4.003.000.000, hoặc các bạn sẽ nhận được 4.010.000.000, các bạn lựa chọn phương án nào? Cô là đi vay. À là đi vay. Đúng không? Ha, vậy thì tùy theo trường hợp, ở đây là tùy cái gì? Thứ nhất là lãi suất không kỳ hạn, thứ hai là tùy lãi suất vay, và thứ ba là tùy theo cái thời điểm mà khách hàng cần tiền á, là xin tất toán là cái thời điểm nào. Thì khách hàng khi mà chúng ta tính toán thì khách hàng sẽ có những cái lựa chọn hoặc là đi vay hoặc là tất toán sổ tiết kiệm, được không? Và giả sử trong cái trường hợp này cái sổ tiết kiệm á, không kỳ hạn, ví dụ như lãi suất tiền gửi không kỳ hạn á, ngân hàng trả tới 3% một năm, thì có thể trong cái trường hợp này chúng ta tính là khách hàng nên tất toán sổ tiết kiệm. Ở đây lãi suất không kỳ hạn thấp quá, có 0.3% mà. Được không? Ha. Do đó là đối với cái trường hợp này á, thì khách hàng cũng nên đi vay. Được chưa? Ha. Rồi chốt lại xem bạn nào, những bạn nào cho cái kết luận là nên đi vay, cô sẽ nhìn đáp án để cô cộng điểm. Còn những bạn nào nên tất toán sổ tiết kiệm là cô bỏ qua. Được không? Có ai đúng không? Đầu tiên, khách hàng nên đi tất toán, bỏ qua. Khách hàng nên đi vay, bạn Linh nên đi vay. Tính ra, nhưng mà tính số tiền bị sai gì đây? Số tiền em tính là... cái phần trả nợ bị nhầm chỗ 4 tỷ cô, còn trên là đúng hết cô. Cái khoản đi vay là không phải 4 tỷ mà đi vay tới 4.010.000 đúng không? Rồi em bấm, em ghi về lộn đó luôn. Số tiền cho vay tối đa là 4.010.000. Tất toán là 4.03.000. Rồi. Cũng may là nhầm cái đó, nhưng mà vẫn ra cái lựa chọn đúng nha. Cô khuyến khích cộng một điểm. Dạ cô ạ. Rồi bạn kế tiếp là nên đi vay. Tất toán trước hạn là 4.003.000 là đúng rồi, đúng không? Số tiền vay tối đa là 4.010.000. Ánh Tuyết được cộng một điểm nha. Dương Trần Tuấn Kiệt nên đi vay. Tính sai hả Kiệt? Số tiền cho vay tối đa bị sai luôn. Ủa? À không, câu C đây. Số tiền cho vay tối đa khách hàng tất toán. Kiệt cũng bị nhầm cái chỗ mà... Để cô coi lại coi. Trả nợ ngân hàng. Kỳ cũng nhầm cái chỗ mà cái số tiền đi vay là không phải 4 tỷ nha. Dạ. Nhưng mà ra được hai con số kia để so sánh được thì cô cũng khuyến khích cộng một điểm nha. Nhi. Ngân hàng cho vay tối đa khách hàng phải trả là 4 tỷ. Rồi cho qua.
Thanh Huyền. Thanh Huyền, số tiền cho vay tối đa, câu C đâu? 4 tỷ 010. 4 tỷ, rồi Huyền cộng 1 điểm nha. Thiên, tất toán bỏ qua nha. Quốc Bảo, tất toán bỏ qua luôn. Thoa, đi vay. Thoa cô cộng 1 điểm nha. Vũ Ngọc, Vũ Thị Ngọc Anh, tất toán. Hoài Thư, khách hàng nên đi vay. Tính bị sai rồi Hoài Thư. Số tiền tất toán đâu cô không thấy luôn. Không có số tiền tất toán, không có so sánh được nha. Nguyễn Hoàng Vinh, nên đi vay. Tất toán là 4 tỷ 003. Khách hàng trả nợ cũng bị tính sai cái ngày trả nợ nè, nhưng mà có cái số ngày tiền tất toán đúng nè. Số tiền, số tiền vay tối đa đúng nè. Cô khuyến khích cộng 1 điểm nha. Mấy bạn bị cái lỗi giống nhau á. Rồi, được có vài bạn được cộng điểm thôi à. Rồi, có ai thắc mắc về cái dạng bài tập này nữa không? Cái này là cái trường hợp mà những cái bạn sau này làm giao dịch viên gặp nhiều á. Khách hàng họ họ có nhu cầu khi mà họ gửi sổ tiết kiệm á, và họ cần tiền, họ có nhu cầu đi tất toán sổ tiết kiệm ha. Thì chúng ta biết cách tính để mà tư vấn cho khách hàng là trong cái trường hợp của họ là họ nên đi vay hay là nên tất toán sổ tiết kiệm ha. Trường hợp nào có lợi cho khách hàng thì chúng ta tư vấn. Đương nhiên là chúng ta ở góc độ là ngân hàng, nhưng mà những cái sản phẩm dịch vụ nào có lợi cho khách hàng thì chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng ha. Đó cũng là một trong những cái trường hợp mà chúng ta thể hiện cái uy tín của ngân hàng đối với khách hàng á. Và có nhiều cái khách hàng á, hồi xưa cô làm ngân hàng vui lắm, thì các bạn biết là khi mà khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng á, thì tùy theo mỗi ngân hàng sẽ có cái lãi suất tiền gửi nó khác nhau, và cái phần chênh lệch của nó đôi khi nó cũng không quá cao lắm, được không? Nhưng mà có nhiều khách hàng là cứ ngân hàng nào lãi suất cao thì họ sẽ chuyển cái tiền của họ sang ngân hàng khác gửi. Nhưng mà có nhiều cái khách hàng họ rất là dễ thương, là bởi vì là khi mà họ tiếp xúc giao dịch với nhân viên giao dịch của ngân hàng á, thì những cái cô nhân viên giao dịch này rất là nhiệt tình với họ ha. Có nghĩa là giao dịch thường xuyên, nhiệt tình, họ mến ha. Và mặc dù cái lãi suất tiền gửi nó thấp hơn một số các ngân hàng khác ha, đương nhiên là thấp hơn ở cái mức độ nào có thể chấp nhận được, chứ không phải là thấp hơn quá nhiều mà họ vẫn ở lại đâu. Và họ lựa chọn ở lại là bởi vì họ mến ha, họ mến cái nhân viên của ngân hàng, được không? Do đó khi chúng ta làm ngân hàng thì chúng ta cũng có tâm ha, tư vấn cho khách hàng những cái trường hợp nào nên và không nên, được ha? Rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, được không? Và đến đây cũng là cái buổi kết thúc của chương số 4. Và kết thúc chương số 4 rồi thì hôm nay chúng ta có bài kiểm tra kịp không? Hay là muốn ôn ngày mai làm? Hôm nay là thứ tư, ngày mai là muốn làm tối nay hay tối mai? Tối mai đi cô. Tối mai cho thông tối thả. Tối mai cô. Chốt lại là tối mai cho thông thả ôn bài nha. Dạ. Thời gian làm cô cũng sẽ để từ 8 giờ tối cho đến 11 giờ khuya. Ngày mai là ngày 22 tháng 7. Được không? Và nhớ là đừng quên làm xong đó, sau đó yêu cầu cô mở lại, được không? Chỉ mở lại trong trường hợp là bất khả kháng, có nghĩa là cái hệ thống e-learning nó bị lỗi hay là bị cái vấn đề gì đó mà các bạn bị thoát ra, thì các bạn nhớ chụp cái minh chứng lại gửi cho cô, được ha? Và pass của bài kiểm tra. Sao em? Cô làm 3 ngày được không cô? Tối mai tại em mất đó cô. Làm 3 ngày là sao? Làm 3 ngày à cô? Buổi tối bị bận rồi cô. À làm ban ngày á hả? Các bạn khác làm ban ngày được không? Các bạn làm buổi sáng hay là buổi trưa được không? Hả? Dạ không cô ơi, sáng bận học lắm. Vậy thì
thì cô sẽ lấy theo số đông nha. Bạn nào đồng ý buổi sáng thì thả like vào chữ buổi sáng. Bạn nào đồng ý buổi tối thì thả like vào buổi tối. Cô sẽ lấy theo số đông. Tại vì chứ bây giờ bạn nào cũng bận hết thì làm sao được. Buổi sáng cũng có bạn bận mà buổi tối cũng có bạn bận. Cô để cái khung thời gian rộng rãi từ 8 giờ tối cho tới 11 giờ đêm, các bạn không có làm được hả? Làm có 20 phút thôi mà. Cô, bài kiểm tra ngày mai là mình sẽ gồm chương nào cô? Chương 3 và chương 4, có cả bài tập và lý thuyết. Các bạn làm bài chương 3 và chương 4 thì các bạn ôn chương 3 và chương 4. Rồi xong rồi qua tuần các bạn ôn lại chương 1, chương 2 để thi giữa kỳ. Bởi vì thi giữa kỳ của các bạn là bao gồm chương 1, chương 2, chương 3, chương 4. Được ha. Rồi vậy thì... Thi giữa kỳ vậy? Mình có được quay lại câu trước không cô? Được em. Cô sẽ cho các bạn quay lại câu trước. Dạ. Vậy thì buổi tối cô sẽ để cái khung thời gian rộng hơn nữa, đó là từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ khuya. Được không? Để cái trường hợp bạn nào bận công việc về trễ, đi làm về trễ thì chúng ta có thể làm. Chốt lại là buổi tối từ 8 giờ tối tới 12 giờ khuya nha. À, và bạn nào làm mà giả sử có bị trục trặc gì đó mà liên lạc với cô á, mà thấy cô chưa trả lời á, thì cũng đừng có quá lo lắng ha. Thì cái buổi học ngày hôm sau khi mà hay hoặc là buổi sáng hôm sau cô check á, thì cô sẽ giải quyết cùng một lúc các bạn một lần luôn, cô không có giải quyết lắt nhắt ha. Được chưa nào? Chốt lại mai làm bài kiểm tra, tuần sau làm bài thi, vào ngày thứ tư làm trong giờ học. Được ha? Không thắc mắc gì nữa thì cô sẽ điểm danh và cộng điểm nha. Hôm nay là 21 tháng 7, điểm danh Phương Anh. Dạ có. Ngọc Anh. Ngọc Anh. Dạ có thôi. Phúc Bảo. Có rồi. Công Danh. Có rồi. Phương Diệu. Phương Diệu. Ngọc Hà. Dạ có. Thanh Hà. Dạ có. Thanh Huyền. Dạ có. Thu Hương. Dạ có. Bảo Khanh có không? Khánh. Dạ có. Tuấn Kiệt. Dạ có. Kim Liên. Dạ có. Chị Linh. Dạ có cô. Hoàng Long. Dạ có cô. Nghĩa. Có. Ngọc. Dạ có. Thúy Ngọc. Nhật Nguyệt. Dạ có. Tuyết Nhi. Dạ có cô ơi. Ái Nhi. Dạ có cô ơi. Gia Nhi. Gia Nhi. Dạ có. Thúy Nhi. Dạ có. Bình Như. Dạ có. Nguyễn Thị Quỳnh Như. Bạn có bạn nhắn tin cho cô. Trọng Phúc. Có rồi. Thanh Phương. Dạ có. Trần Thanh Phương. Dạ có ạ. Phi Phước. Dạ có cô. Phi Phước. Có cô. Ngọc Quang. Dạ có. Tâm. Thủ Tâm. Phương Thanh. Phương Thanh có. Thanh. Dạ Thanh Thanh có. Thảo. Thanh Thảo có. Phương Thiên. Có rồi. Kim Thoa. Dạ có cô.
chờ cô xíu nha. Alo. À, em ơi chị đang bận nghe. À, có gì chiều gọi lại giùm chị nha. Rồi rồi ok. Hoài Thư, Hoài Thu. Dạ có cô ơi. Anh Thư. Dạ có. Á Tiên. Dạ có. Huyền Trang. Dạ có. Phương Trang. Dạ có. Tuyết Trâm. Dạ có. Phương Trinh. Dạ có. Thanh Trúc. Thanh Trúc. Văn Trường. Văn Trường. Ánh Tuyết. Dạ có. Phú Uyên. Dạ có. Hằng Vinh. Dạ có. Ái Vi. Dạ có. Thanh Xuân. Dạ có. Thư Ý. Mai Kim Thoa. Dạ có cô. Ngọc Thuyền. Phương Nhung. Rồi cô đọc tên mấy bạn vắng nha. Phương Diệu. Thúy Ngọc. Cô ơi em Thúy Ngọc nè cô, nãy máy em nó bị lắc nó văng ra cô. Rồi ok em. Hữu Tâm. Thanh Trúc. Văn Trường. Ngọc Huyền. Phương Nhung. Ngọc Huyền Phương Nhung hình như là chuyển luôn rồi. À, rồi điểm cộng. Bạn nào mà điểm danh xong rồi có thể thoát ra, còn bạn nào được điểm cộng thì ở lại đọc điểm cộng cho cô. Đọc điểm cộng số cho cô. 8, từ... một điểm cộng mà. Rồi số 8 Thanh Huyền 1 điểm cộng. 14 1 cộng à? 14 1 cộng. Số 12 1 cộng cô. 12 1 cộng. Tiếp theo. À, 49 1 cộng. 49 1 cộng Hoàng Vinh. Rồi ai nữa? 47 con 1 cộng. 37 1 cộng. 47 Ánh Tuyết. 7 Kim Thoa. Rồi hết chưa? Hết rồi thì chúng ta nghỉ nha, nhớ ôn bài để ngày mai làm bài kiểm tra ha. Và nhớ dùm cho cô là tuần sau mình có bài thi giữa kỳ nha mấy đứa. Rồi bye bye các bạn ha. Cô ơi cô, bữa cô có nhắn cô nói em là khi nào mà làm bài kiểm tra số 2 nhắn lại cho cô á cô. Đúng rồi. Một lát nữa. À không, thì ngày mai kiểm tra đúng không? Thì tối nay hoặc là sáng mai á ha. Cô sẽ báo cái bát ở trên cái group, các bạn nhớ là vào MS Team để các bạn kiểm tra cái bát và vào bài kiểm tra nha. Còn bạn vừa rồi nhớ nhắn cho cô một cái tin, để cái tin của bạn lên đầu để cô nhớ. Được ha? Dạ vâng. Rồi, ok các bạn nha, bye bye.